Kính chào quý vị khán giả, với đội ngũ biên tập viên rất là chuyên nghiệp, chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính. Thưa quý vị, tai họa tiếp tục dội lên đầu phía Trung Quốc khi ngày hôm kia, vòi rồng bạch tuộc vừa càn quét tan nát thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc thì hôm qua, núi lửa lại tiếp tục tuôn trào vùi lấp hai thành phố xinh đẹp khác của Trung Quốc, làm cho toàn bộ miền nam của phía Bắc Kinh chìm trong khói lửa và nham thạch. Và hai thành phố của Trung Quốc bị vùi dập trong khói bụi và đống đổ nát, đó là thành phố Tứ Xuyên, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, khiến cho giới chức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục sửng sốt và bất ngờ. Thưa quý vị, hôm qua vào lúc 19:30, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát một bản tin nói về núi lửa tuôn trào ở thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, khiến cho dân chúng ở nơi đây chạy toán loạn. Nham thạch đã phủ kín toàn bộ hai thành phố này. Khói bụi và đống đổ nát lan tràn ra khắp mọi nơi, khiến cho giới chức của hai tỉnh này vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, họ vẫn không làm gì để cứu giúp cho những người dân vô tội. Chính quyền của ông Tập Cận Bình còn đang mải mê hống hách bành trướng ở ngoài Biển Đông, khi Hải quân của Bắc Kinh đang cho tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa ngay sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thị uy sức mạnh, thách thức các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Mỹ và thế giới. Theo các nhà quan sát cho biết, trong nước của Trung Quốc thì động đất, lũ lụt, sạt lở, vỡ đê, vòi rồng và núi lửa. Tuy nhiên, người đứng đầu của Vương quốc, ông Tập Cận Bình đã không quan tâm, lo lắng cho dân chúng. Ông ta chỉ nhăm nhe, ấp ủ, âm mưu, thủ đoạn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ, đánh nhau với các nước hòng xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải như Ấn Độ, Triều Tiên, Nepal, trong đó có cả Nga. Vì thế mà khi có động đất, sóng thần và núi lửa ập đến, hàng triệu người dân của Trung Quốc phải tự bấu víu vào nhau để chạy toán loạn, mong được thoát thân. Thiệt hại về của cải gần như là 100%, bởi các nhà xây cao tới 10 tầng thì nước lũ đã ập tới tầng thứ 9. Các nhà phân tích cho biết thêm, khi đại họa thiên tai ập đến, đã có rất nhiều người dân xấu số của Trung Quốc đã thiệt mạng và mất tích. Dự báo là có rất nhiều, bởi vì cảnh nhà tan cửa nát, làng mạc bị phá hoại, thành phố bị tàn phá trong mưa bụi và bão tố. Tuy nhiên, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV và một số kênh truyền thông uy tín của Trung Quốc là tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua chỉ đưa tin có 3 người thiệt mạng do mưa lũ cuốn trôi. Điều đó cho thấy rằng chính phủ Trung Quốc hình như là đang cố tình bưng bít thông tin về hạn hán, lũ lụt, thiên tai do mẹ thiên nhiên gây ra. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tính đến ngày hôm qua, mùng 8 tháng 7 năm 2023, ngày thứ 59, tức là 59 ngày đêm vừa qua, phía Trung Quốc liên tục bị mẹ thiên nhiên giáng những đòn đau để trừng trị phía Bắc Kinh. Hầu như lũ lụt, mưa to, bão tố, phong ba, bão táp, sạt lở, sóng thần, núi lửa và vỡ đê liên tục ảnh hưởng trầm trọng tới 28 tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Tuy nhiên, trên thế giới hiện tại không một ai và không có một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc. Không phải vì tính chất nhân đạo mà ở đây chính quyền của ông Tập Cận Bình đã làm mất lòng tin đối với cộng đồng quốc tế. Cho nên khi xảy ra dịch bệnh hay hạn hán, lũ lụt, thiên tai, các nước đều quay lưng lại với phía Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang mất dần uy tín trên chiến trường quốc tế. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua đưa tin hiện các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên còn hai quả núi lửa đang có biểu hiện tuôn trào và phát nổ trong một vài ngày tới. Hiện giới chức và các cơ quan chức năng dò phá núi lửa đang phát ra một thông báo khẩn cấp để người dân chạy đi sơ tán lánh nạn. Nếu không, thương vong sẽ vô cùng to lớn và thiệt hại ban đầu ước tính là hàng tỷ đô la. Cơ quan dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết một tin rất xấu đối với Trung Quốc, đó là tình hình mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần trong một vài tuần tới. Những tuần tiếp theo vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện bầu trời vẫn đang rất u ám và u tối. Bầu trời luôn luôn trong tình trạng xám xịt bao phủ toàn bộ những tỉnh, thành phố phía nam của Trung Quốc. Do đó, lưu lượng nước tại những con sông như sông Dương Tử, sông Đường Giang, sông Hoàng Hà hay những nhánh của con sông này đang ở mức báo động đỏ, nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất cao. Như vậy, phía Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra ngập úng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, sóng thần, động đất, đặc biệt là vòi rồng. Điều này đang làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập lại không lo lắng cho người dân mà vẫn đem quân đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ lãnh hải của các nước. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết,
cơ quan tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trung ương của nước này vẫn đang cho đào bới những đống đổ nát và cung cấp mì gói cho những gia đình bị thiệt hại nặng nề. Có thể nói rằng, cho đến giờ phút này đúng là không thể nào đùa được với cả thiên nhiên. Một khi đã để ông trời nổi giận thì thiệt hại sẽ vô cùng khôn lường. Người ta bảo rằng, xây nhà 3 năm nhưng phá chỉ trong 1 giờ. Ở những ngôi làng, những thành phố, những khu du lịch hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi của Trung Quốc, ví như khu du lịch mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn đã có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi. Một khu du lịch với tuổi đời rất cao, với vẻ đẹp hoang sơ nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc và trên thế giới, nhưng cũng đã bị nhấn chìm chỉ sau một đêm lũ lụt, lũ quét ở thượng nguồn con sông Tam Hiệp đổ về. Để bây giờ, thiệt hại phía Trung Quốc đang phải gánh chịu là không thể đong đếm được bằng tiền. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, trời và đất cũng như mẹ thiên nhiên đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới. Bởi vì những tội ác mà chính quyền của ông Tập gây ra trong thời gian vừa qua là vô cùng to lớn. Bây giờ ắt phải nhận những nghiệp báo, nghiệp chướng, nghiệp quật giáng lên đầu chính quyền ông Tập. Và nếu như đúng quy luật của thiên nhiên thì những điều trên hoàn toàn là chính đáng. Đấy chính là một bài học, là một lời cảnh tỉnh để cho chính quyền của ông ta tỉnh giấc mà ngồi dậy cầu nguyện sám hối với cả nhân dân, các nước trên thế giới. Và nếu như trong thời gian tới chính quyền của ông Tập còn dám tiếp tục đi bành trướng, bắt nạt ở ngoài Biển Đông, dám đi xâm chiếm lãnh thổ của các nước láng giềng xung quanh mình, dám đem con virus Vũ Hán ra lây lan cho toàn nhân loại, thì không chỉ có miền Nam của Trung Quốc bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị, mà còn ngay cả miền Bắc, nhất là những nơi nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh, nơi cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập cũng có một ngày bị tàn phá và bị vùi dập. Thưa quý vị, theo lời kể lại của hai người dân ở tỉnh Vân Nam và tỉnh Tứ Xuyên, cùng những nhân chứng sống ở tỉnh Trung Khánh cho biết, mưa lớn, sạt lở, lũ quét, sóng thần, động đất, vỡ đê đến nay là ngày thứ 59 ập đến phía Trung Quốc nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cách đây 3 hôm thì hai trận động đất mạnh dưới lòng đất đã xảy ra. Hôm kia thì vòi rồng xuất hiện cuốn trôi đi tất cả. Hôm qua thì một ngọn núi lửa mang tên Simatua đã tuôn trào, khiến cho khói bụi nham thạch phủ kín hai nơi lộng lẫy nhất Trung Quốc, đó là Vân Nam và Tứ Xuyên, khiến cho ít nhất 150 triệu người dân của Trung Quốc đại lục tiếp tục chạy toán loạn đi sơ tán. Hơn một nửa trong số đó đã quyết định rời bỏ miền Nam của Trung Quốc để đi về phía Tây Tạng. Một số khác thì bỏ lên Vạn Lý Trường Thành để tránh trú. Còn số còn lại chạy sang biên giới nước Lào và Việt Nam. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới thiên tai dịch bệnh đang hoành hành tại Trung Quốc. Hôm qua, một hãng truyền thông lớn của Mỹ cho biết báo cáo một tin buồn đối với Trung Quốc khi nửa cuối năm nay, bão dồn dập và lũ lụt hạn hán tiếp tục xảy ra đối với Trung Quốc. Những diễn biến thời tiết bất thường ở Trung Quốc liên tục xảy ra, đặc biệt là ở Tây Tạng. Hiện tại đang là mùa hè, nhưng bão tuyết đang phủ kín vùng này. Bão trên biển cũng đang xuất hiện dồn dập quanh đảo Phú Lâm, cũng như quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc, nơi mà Trung Quốc thường xuyên nhận vơ đó là chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc đang hứng chịu mưa lũ lịch sử kéo dài hơn một tháng vừa qua, khiến hàng triệu người dân đang điêu đứng. Phần nào phản ánh mức độ ngày càng phức tạp, cực đoan của thiên nhiên trên thế giới, đặc biệt vào năm 2023. Ở Việt Nam, khi bước vào tháng 3, nhiều người lo ngại về tình hình mưa lũ thiên tai mà phía Trung Quốc lây lan hoặc ảnh hưởng. Nhưng các chuyên gia cho rằng dịch bệnh cũng như tình hình thiên tai phía Trung Quốc không làm ảnh hưởng gì tới đất nước Việt Nam. Giả sử con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có vỡ toang thì Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng gì. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu có đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại phía trong bình luận video để đội ngũ của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, chương trình xin kết thúc tại đây.